đấy thích hợp cho ladder dễ dễ. Wow wow you
No, we have jumpers here. Listen, I don't know why he stopped push. Okay, support Lucas. No, hello anh em. Listen, offline bro. Name and cheat, I don't know. Không biết tại sao mùa này được nhiều lock pick ta. Đặc biệt là lock pick để có một cái deck là tornado, nó không dùng building nhé, mà là chơi tornado. Thấy rất là khó chịu. Hello anh em Việt Nam có bao nhiêu người ở đây? With no Infernal Tower, nó sẽ là Hello, Ming Chen.
How long will the live I think in 2 hours. 2 hours. Sometimes I see some player, he play he chain they chain tornado not Taylor. Sẽ xong rồi trực tiếp à, lại rồi trực tiếp à. Hôm nay qua thì thực ra là chung nói chung kết thì nó cũng hơi nhảm nhảm quá, đánh nó hơi chóng bánh. Chung kết hay là trận tranh hạng ba cũng vậy, cũng là 3-0 hết. Thực ra để xem nó cũng không có một tí gì gọi là đấy. Hai trận đầu thì đều là 2-0, set thứ 3 thì bắt đầu là 2-1. Nhưng mà thực ra cái set, cái trận cuối cùng nó không, gọi là không như nào nhỉ. Sao Supercell không thấy thông tin gì về mấy lại thêm Việt Nam? Trời ơi, tội gì nó phải mở Việt Nam. Mà không chặn IP là ngon rồi. Các bạn cũng cần phải chơi. Mà download thì các bạn có nhiều cách đúng không? Mở vừa tại Việt Nam làm cái gì để các bạn phải đóng thuế. Trời ơi, tội gì. Rõ nhất kiểu là Việt Nam yêu cầu YouTube với lại Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam ấy. Nhưng họ đâu có làm như vậy. Hola bro. Hey. Bởi vì là khi các bạn đặt máy chủ ở Việt Nam thì các bạn sẽ bị chịu quản lý và như vậy sẽ thêm chi phí nhiều. I will to play ladder. Yeah. Yes. But right now I think there's so many top players playing, so next time. Camera góc này nhìn thấy rõ à? So good. He needs to more to win more. Oh, lockback hot hot cycle. Yes, to you, me too. Okay, Lucas và Kitasian. Yeah, player cho team của team của Zack. Pháp Gaming. À, đây là Hot Cycle nhưng mà phiên bản quốc có Firebreaker. Nhưng mà giết con Firebreaker bằng rồi, hay được. Next Kitasian sẽ mình nghĩ là bất chấp này 50-50 vì bên kia họ có Aspect. Rồi, đói biết ngay mà sẽ dùng Aspect trong cái tuần này. One hit. Không hit nào luôn, may quá. Nhưng mà tốn khá nhiều early để đơn ta gọi là defend cái tuần vừa rồi. What are Sophie right now? Rồi, reset hay quá. Còn cái lock tuyệt vời, nhưng mà đánh các turn tiếp theo này sẽ rất là khó để xử lý vì Infernal Tower sẽ gần như là kìa bấy trong cái turn này. Rồi, phải dùng làm công ty set. Hey Danny, welcome. Stay safe, yeah, stay safe your home. Yeah. Dạ, này anh Tim Tim Tower. Còn Firewaker thực ra thì đúng là nó có một, nó cứ di chuyển khá nhanh. Ví dụ như block đấy thì các bạn xong chết hoặc stay, yeah, stay home, stay home. Hard start, stay home. Ra có phong trào không phải chỉ Việt Nam mà ở các nước đó là stay home. Thế nào cũng vậy. Các bạn cửa nhà của như là các bác ở đây là nước lo hết. Ok, Rocket Sam. Hola bro, ấy, Brayden Torres. Có từ này rồi, đúng rồi. Còn Firewaker đẩy lên, nguy hiểm quá. Nhà để giết làm sao là con Firewaker dùng sát la lên. No. Rồi, một pha đẩy đổ trụ rất là hay.
Các bạn đấy đuổi em đi. Trong cái tên này thì thực sự rất là khó để có xử lý là con Fry Whisker. Vì là mini Pekka thì tên này ra tập biết rồi. Quyền xe bắn rồi. Bắn khó chịu à. Bắt cho King Sebastian. Yeah. 60 win rate. Oh my god, the prince, double princess on the right! Come on! Be careful, rockets up! Yeah, nice! I need a long on the left! Wow! 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 Rồi, trời ơi, cái tên Goblin Barrel tôi vừa rồi đáng lẽ phải nhắm xa một chút thì sẽ là hợp lý. Vậy sẽ nhắm vào góc này, hay các bạn nhìn vào con chuột của mình không? Đây, lúc này, mau. Put the Golden Barrels drop here. But, woo! And it's a rocket! Oh my god! Hay chưa? Good boy. Not bad. Được chưa? Thực sự đúng là phải nói là một pha xử lý quá hay luôn. Cái pha mà đập hai con free set. Rồi. Ngày hôm qua có một cái pha active King Tower của thằng Jupiter King mà phải nói là có thể là mình sẽ cắt lại cái clip cho mọi người. Đó là một kéo tornado vào cái phía này này. Anh em có nhìn thấy chuột của mình không? Yeah. A small gift for you, my friend. Yali, my gosh. Yeah, this isn't very long. I remember Jupiter King, he put his tornado put here. Look my mouse. Magicature and Magicature have a soft skeleton here. Cool. Đúng rồi, có kéo con Magicature. Yes. Và thả để kéo con Magicature nhưng mà bắn bắn ở đây nữa nè. Oh, thank for donation. Yeah, all by donation from me, my live stream. Yeah, my personal one. I will upload after live stream the stock. Okay, don't miss. Thank you so much. Để tí nữa mình sẽ ở ngày mai đi. Ngày mai mai mình sẽ cắt lại cái IQ filter mà phải nói IQ cao lắm. Anh biết bác không anh á? Không, anh không có biết bác đâu. Đấy biết gì? 16 tuổi quê quán ở đâu cũng dữ lắm, nhưng mà đánh thì cũng level 12 lên là 8k bình thường thôi. Đó là đối với những người. Còn đối với mình, mấy người khác mà đối với mình tôi thành thanh niên 16 tuổi phải nói là pro. Nhưng thực ra có một cái điều này đang là một chuyện, nhưng mà đất cấp của Mega là một chuyện khác. Và một cái yếu tố rất là may mắn khi mà các bạn gặp những cái series mà quan trọng rất là dễ mà các bạn đánh bay đánh bố sáng nay cũng chịu. Em bị tốn 6 cái năm rồi, không được, anh còn bị đủ chiến 6-8 thì... Hello, xin chào. Cô Minh Nhật. Ngày hôm qua mình đánh lên top 2 của Việt Nam rồi. Đứng top trên của Legend nhưng mà diện vãi. Có cái ảnh mình chụp lại rồi nhưng mình vẫn chưa để... Ok, congrats, lên sự hành trình của Cat Queen. Em chưa quá, bằng dao anh được. Yes, easy matchup. And good luck Tempest in the game. The game must pick Tempest. Don't worry, don't beat. Oh my. Oh wow 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 wow. And the last rocket. Let's go. GG.
Okay, congratulations. Congratulations, Lucas. Hey, Lego, sit down. Rất nhiều bro họ nghỉ rồi, nhưng mà thực ra mình thấy là cái thời điểm đấy. Ui, Lock Bed Gold. Kip Kip, John Michael Hensley. Kip Kip. John Michael Hensley. Ok, Lucas Beer đánh không ta? Oh my god, sorry. Sorry Lucas, my career on my clans, sorry. Let's go. Thua 15k thẻ, thực ra là ngày đấy mình không có điều kiện để được vào. Nhưng mà có một cái điều đó là ngồi hồi đến sân thẻ sướng lại. Yeah, he keep this game play. Lock bed goat. Thằng này đánh kiểu gì ấy, nó đánh kiểu vẹo gì ấy. My career. Mình đang theo dõi kích thước rồi. Nó không đánh được thôi, một kia đánh là nó còn lên thôi. Có lúc là thua, nhưng mà khi mà nó thắng là nó tổng thêm 100 phút nữa, là bắt đầu nó dừng. Thế nó không hút được trái phát đâu. Mà đánh chắc hay lắm. Bắt đầu. Không có cách nào giết được con Vincent. Và phải bôn trong reset đầu tiên, cái reset thứ hai là sắp mặt. So sad, Macarius.